Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng năm. Vì vậy, nó thường được ví với giáo pháp của Phật, cũng lưu chuyển trong hết thảy chúng sanh giới, phá trừ các phiền não. Sách Pháp Hoa Văn Cú viết rằng: chuyển pháp hóa độ người khác từ nơi tâm của Phật lọt vào tâm người khác gọi là chuyển pháp luân. Sư Gia Tường nói: từ mình đem đến người khác nên nói là chuyển. Ngoài ra, sách Thám Huyền Ký giảng chữ pháp luân như sau: pháp nghĩa là quỷ trì, nói chung có bốn nghĩa là giáo, lý, hạnh, quả. Luân là cái được thành, cũng có bốn nghĩa: một, viên mãn, do chẳng khuyết giảm; hai, đức đầy đủ, do các tướng vành, đùm, căm, vân vân đều đầy đủ; ba, hữu dụng, do nghiến nát các hoặc chướng; bốn, chuyển động, nghĩa là từ đây tới kia, tức là từ Phật chuyển đến chúng sanh, cũng có nghĩa là từ kia hướng đến đây, tức là từ chúng sanh đạt đến Phật quả. Thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Từ câu này trở đi cho đến trước câu trong hạng trung hạng ấy mà hiện diệt độ đều nói về tướng chuyển pháp luân. Pháp âm chỉ chung tất cả giáo pháp của Như Lai, chẳng giới hạn trong thanh âm ngôn ngữ. Ấy là vì Đức Thế Tôn thuyết pháp thì vi trần nói, hoặc cõi nước nói, nói một cách mạnh mẽ, nói không gián đoạn. Lúc nói là thuyết pháp, mà lúc im lặng cũng là thuyết pháp. Chẳng phải chỉ hữu tình nói, mà vô tình cũng nói. Vì vậy, chẳng thể cho rằng pháp âm chỉ thu hẹp trong ngôn giáo của Đức Thế Tôn. Đại sư La Thập giảng chữ thế gian như sau: thế gian là tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế Tôn sau khi nhận lời thỉnh, cả một đời diễn giảng đủ các pháp đại, tiểu, quyền, thật, thiên, viên, để đánh thức hết thảy chúng sanh trong tam giới, nên nói là thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Đây chính là tổng tướng của chuyển pháp luân. Câu phá thành phiền não trích từ bản Đường dịch: phiền não là tham sân si vân vân. Phiền tâm não thân nên gọi là phiền não. Hơn nữa, 10 thứ tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ được gọi là 10 phiền não. Tông Thiên Thai gọi 3 thứ hoặc kiến tư, trần sa, vô minh là 3 phiền não. Trí Độ Luận chép rằng phiền não khiến cho tâm phiền vì nó gây não loạn. Thành là thành trì. Phật diễn diệu pháp phá tan thành lũy phiền não trong thân tâm chúng sanh, nên kinh nói phá thành phiền não. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu hoại các hào dục như sau: tâm ái dục sâu thẳm khó vượt được nên gọi là hào. Dạy đoạn trừ tâm ái dục khiến nó tan nát. Sách Bình Giải viết rằng hoại các hào dục là bỏ dục tâm, ái dục là gốc các khổ, dòng dục sâu rộng chúng sanh chìm đắm trong ấy khó vượt qua được nên gọi là hào. Sách Tự Uyển giảng rằng hào là mương nước lớn bao quanh thành, gương Phật pháp chặt nát tan hào lũy dục. Sách Hội Sớ giảng câu rửa sạch cấu ô hiển minh thanh bạch như sau: coi ái phiền não dường như cấu ô, không huệ trừ được phiền não nên cũng như là rửa sạch. Trừ tà hiển chánh là hiển minh, do gìn giữ pháp thành nên bảo là thanh bạch. Vượt khỏi các hủy báng nên nói là thanh bạch. Chữ pháp thành trong đoạn văn trên ám chỉ trí đoạn quả như sách Hợp Tán viết.
trí đoạn quả gọi là pháp thành. Gia Tường Sớ ghi rằng: trừ bỏ mê cấu nên nói là rửa sạch, hiểu được vô tướng là vô lậu minh, vì vậy bảo là thanh bạch. Sách Bình Giải cũng viết: rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch là đức tính của mưa xối. Mưa có khả năng rửa sạch bụi nhơ của các vật, có đức tính hiển hiện cái thể thanh bạch. Pháp luân của Như Lai rửa sạch bụi nhơ trần lao, khai hiển tịnh thể sẵn có. Tổng hợp các cách giải thích trên thì thanh bạch là trí đoạn quả, là vô lậu minh, là tịnh thể vốn có. Nếu nhìn theo quan điểm thiền môn, rửa sạch cấu ô chính là hồi thoát căn trần, hiển minh thanh bạch, là linh quang độc diệu, quy về tịnh tông, cùng nhiếp sáu căn, là rửa sạch cấu ô, tịnh niệm tiếp nối, và tự được tâm khai là hiển minh thanh bạch. Vì một tiếng Phật hiệu là một tiếng tâm, niệm Phật chính là thị giác hợp với bổn giác vậy. Điều chúng sanh tuyên diệu lý, điều là điều hòa, chúng sanh là hết thảy hữu tình, tuyên là chỉ bài, diệu lý là lý thể của thật tướng, cũng chính là Phật tri kiến của Kinh Pháp Hoa. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến chính là tuyên diệu lý, khiến cho hết thảy hữu tình ngộ Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến là điều chúng sanh. Điều hòa dây đàn khiến nó phát ra đúng âm thanh, điều hòa chúng sanh khiến chúng khế hợp trung đạo. Pháp môn tịnh độ là tri kiến Phật, trì danh niệm Phật là hòa hợp vào trung đạo. Trữ công đức bày phước điền, trữ là tích chứa, phước điền là ruộng gieo lúa của thế gian, gọi là ruộng lúa. Dùng ngay hình ảnh ấy làm thí dụ, chỗ để chúng sanh gieo phước thì gọi là phước điền. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng: tích chứa nhiều đức gọi là trữ công đức, thị hiện nhận lãnh vật cúng dường nên gọi là bày, sanh phước thiện cho đời như ruộng sanh ra các vật nên gọi là phước điền. Sách Bình Giải viết: phước điền là cúng dường Như Lai, vật thí tuy nhỏ được phước rộng lớn, giống như ruộng tốt tuy gieo ít giống thâu hạt rất nhiều. Kinh Bồ Đề Bổn Sanh nói rằng: sở dĩ Phật là phước điền là vì chứa công đức vô thượng. Các cách giải thích trên đây đều phù hợp với ý kinh này. Hơn nữa, Luận Câu Xá nói bốn thứ phước điền như sau: một, thú điền, tức là súc sanh; hai, khổ điền, tức người bần cùng khốn khổ; ba, ân điền như cha mẹ, vân vân; bốn, đức điền, tức thánh hiền trong tam thừa. Đấy là nghĩa rộng của phước điền. Dùng các pháp dược cứu chữa ba khổ, chư Phật độ sanh theo bệnh cho thuốc, thuốc ví với diệu pháp của Như Lai, bệnh ví cho chúng sanh tật khổ, như kinh Niết Bàn nói: vì độ chúng sanh nên nói pháp dược vi diệu vô thượng. Ba khổ là: một, khổ khổ, do việc khổ xảy đến nên phiền não sanh; hai, hoại khổ, do pháp vui mất đi mà sanh khổ não; ba, hành khổ, hành nghĩa là dời chuyển, do hết thảy đều dời chuyển vô thường nên sanh khổ não. Gia Tường Sớ viết rằng: sự khổ trong ba cõi, tức là sanh tử trong ba cõi, gọi là ba khổ. Sách Bình Giải cho rằng lời giải thích của sư Gia Tường thỏa đáng, vì trừ diệt cái khổ sanh tử trong ba cõi thật phù hợp với tông chỉ của Tịnh Tông. Sách Bình Giải giảng đoạn văn trên như sau: Như Lai Đại Y Vương biết được bệnh, tùy theo bệnh cho thuốc, trị cái khổ trong ba cõi. Bệnh có nhiều loại nên pháp dược cũng nhiều, vì vậy nói là các pháp dược. Lên địa vị Quán Đảnh. Quán Đảnh là ở Ấn Độ vào thời cổ, khi quốc vương lên ngôi, lấy nước bốn biển rưới lên đảnh đầu vua. Mật giáo cũng giống thế, có pháp Quán Đảnh. Quán Đảnh có nhiều loại, nói giản lược thì có hai thứ:
Một, kết duyên quán đảnh. Để hành nhân cầu pháp được kết duyên với Phật, dẫn hành nhân vào đàn, truyền cho ấn và chân ngôn của bổn tôn. Từ đấy trở đi, hành nhân có thể nương theo lời dạy, tùy sức tu tập. Đó là kết duyên quán đảnh. 2. Thọ chức quán đảnh. Để bậc tích chứa công hạnh đúng pháp được phép truyền thọ bí pháp, nên làm pháp quán đảnh. Được quán đảnh xong, người ấy kham làm thầy dạy, làm bậc A Xà Lê trong mật pháp. Đấy là thọ chức hoặc truyền giáo quán đảnh. Đó chỉ là phân chia một cách đại lược. Nếu bàn tỉ mỉ thì với hai loại quán đảnh vừa nói trên, lại có bốn cách quán đảnh thường được sử dụng như sau. Một, bình quán, được tùy ý tu tập cách sanh khởi theo thứ lớp. Hai, mật quán, được tùy ý tu tập về các khí mạch, minh điểm. Khí mạch, duty, minh điểm là các thuật ngữ dùng trong mật tông Tây Tạng. Duty là đường dẫn sinh lực dọc theo cuộc sống, có những pháp tu riêng để khai mở đường này, gần giống như cách khai mở luồng hỏa hầu Kundalini của yoga. Minh điểm, thikgo, theo mật tông Tây Tạng là một điểm nhỏ như hạt gạo, được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ, được coi là tinh túy của toàn bộ cơ thể. Những hành giả tu các pháp như Kalachakra sẽ được hướng dẫn các pháp quán tưởng, hô hấp, trì tụng chân ngôn để biến điểm này thành hình tượng tương ứng của bổn tôn. 3. Huệ quán, được tự tại tu trì bồ đề tâm quyết. 4. Đại thủ ấn quán, được tự tại tu trì pháp môn đại thủ ấn. Mật giáo đặt nặng vấn đề truyền thừa, chưa qua quán đảnh chẳng được tự tiện tu tập. Các nghi quỷ, kinh điển cũng chẳng được tự tiện đọc. Ngoài ra, quán đảnh còn được phân biệt giữa sơ vị và hậu vị, như quyển thứ 15 Đại Nhật Kinh Sớ viết rằng: ví như dòng sát lợi trong thế gian, muốn kế tục ngôi vị để dòng vua chẳng dứt, phải quán đảnh cho đích tử, lấy nước bốn biển đựng vào bốn cái bình báu, dội lên đầu thái tử. Dội nước ấy xong, lớn tiếng sướng ba lần. Mọi người nên biết, thái tử đã nhận lãnh địa vị xong, từ nay trở đi với tất cả mệnh lệnh của ngài đều phải phụng hành. Nay đấng Như Lai Pháp Vương cũng giống như vậy, muốn cho dòng Phật chẳng đoạn, nên dùng cam lộ pháp thủy rưới lên đảnh Phật tử. Từ đây trở đi, hết thảy thánh chúng đều phải kính ngưỡng, cũng phải biết rằng người này rốt ráo chẳng thoái thất vô thượng bồ đề, quyết định kế tục địa vị pháp vương của Như Lai. Cách giải thích trong đoạn sớ văn trên đây là xét theo người thuộc sơ vị, còn với hạng hậu vị thì như sách Bí Mật Ký giảng rằng: Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác, lúc gần đạt quả Phật cứu cánh, chư Phật dùng nước đại bi quán đảnh, tự hạnh liền viên mãn, chứng đắc Phật quả là nghĩa của chữ đảnh. Quyển 7 của sách Bí Tạng Ký Sao viết rằng: quán nghĩa là đại bi hộ niệm, đảnh nghĩa là Phật quả cao tột nhất. Chư Phật hộ niệm làm cho trụ nơi Phật đảnh đều gọi là quán đảnh. Nay kinh này chép rằng lên địa vị quán đảnh, nếu xét về các bậc đại sĩ trong hội thì là hậu vị, còn về phía chúng sanh được dạy dỗ thì là sơ vị. Thọ ký bồ đề, thọ nghĩa là giao cho, ký là ghi biết, cũng có nghĩa là huyền ký. Phật đối với chúng sanh đã phát đại tâm trao lời huyền ký tương lai, quyết định thành Phật thì gọi là thọ ký. Ngài Cảnh Hưng bảo rằng Đức Thánh nói đương quả, quả trong tương lai, khiến cho biết được nhân lợi, tức cái lợi do tu nhân, thì gọi là thọ ký. Nghĩa là Đức Phật tiên đoán tương lai sẽ thành quả Phật, khiến cho hành nhân ngay khi ấy biết được cái lợi của việc tu nhân của chính mình, làm cho hành nhân biết được rằng cái nhân bồ đề hiện tại quyết định trở thành cái quả thành Phật, nên gọi là thọ ký. Ý của câu
thọ ký bồ đề là các bậc đại sĩ trong hội đều được thọ ký quyết định sẽ thành Phật. Lại còn hàm ý các vị đại sĩ này rộng vì chúng sanh thọ ký thành Phật. Vì dạy Bồ Tát làm A Xà Lê thường tu tập vô biên các hạnh tương ứng. A Xà Lê, Acariya, dịch là giáo thọ, cũng dịch là quỷ phạm sư, là bậc khuôn phép về chánh hạnh, là tiếng tôn xưng bậc mô phạm cho chúng tăng, thường dùng để chỉ bậc dạy dỗ pháp lành. Trong kinh này, nếu nói theo ý câu lên địa vị quán đảnh, thì A Xà Lê là bậc A Xà Lê chỉ dạy chơn ngôn, cũng gọi là Kim Cang A Xà Lê, do vị này kế tục địa vị tổ sư Kim Cang Tát Đoả. A Xà Lê là tiếng tôn xưng bậc truyền pháp quán đảnh. Tương ưng nghĩa là khế hợp, như tam mật tương ưng, cảnh trí tương ưng, vân vân. Mật tông lấy ý chỉ tam mật tương ưng làm điều cốt lõi, ngõ hầu thân khẩu ý của chúng sanh khế hợp với tam mật của Như Lai, cho nên ngay nơi thân này thành Phật. Vì vậy mật tông còn gọi là tương ưng tông. Câu này và câu lên địa vị quán đảnh ở trên biểu thị sâu xa ý chỉ tịnh mật chẳng hai, ngụ ý rằng các đại sĩ trong hội do hoàng truyền mật thừa, do dạy dỗ các Bồ Tát thành Kim Cang A Xà Lê, nên bản thân luôn luôn tu tập vô lượng vô biên hạnh tương ưng, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Thiện căn là sự lành nơi ba nghiệp thân miệng ý, vững chắc chẳng thể lay động nổi thì gọi là căn. Thêm nữa, sự lành sanh ra diệu quả, sanh ra các điều lành khác nên gọi là căn. Hộ niệm là giữ gìn ức niệm. Sách Hội Sớ giảng rằng hộ là che chở, gìn giữ, niệm là nghĩ nhớ. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng giữ gìn tức hộ khiến cho lìa ác, niệm khiến cho tăng trưởng thêm lên. Vì vậy, hai câu trên là lời khen ngợi chung các vị đại sĩ trong hội tuân tu phổ hiền đức, khiến cho các Bồ Tát đều thành thục vô biên thiện căn, do đó chư Phật đều cùng hộ niệm. Phần chánh kinh. Trong các cõi Phật đều có thể thị hiện, ví như huyễn sư giỏi hiện các tướng lạ. Trong các tướng ấy thật không có gì để được. Các vị Bồ Tát này cũng lại như thế, thông các pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện thân mình tựa như ánh chớp, xé rách lưới kiến hoặc của ma, cởi các trói buộc, vượt xa địa vị thanh văn bích chi Phật, nhập pháp môn không, vô tướng, vô nguyện, khéo lập phương tiện hiển thị tam thừa. Phần chú giải. Đoạn kinh văn trên tiếp tục nói về tướng thứ bảy, chuyển pháp luân. Tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền, thật phù hợp với ý nghĩa Bồ Tát Phổ Hiền được kể làm thượng thủ. Kinh này là viên giáo, từ quả khởi nhân, nên kế ngay sau ngài Phổ Hiền là Văn Thù. Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, Văn Thù tượng trưng cho trí. Vô trí thì chẳng thể khởi hạnh, nên lại phải kể rõ tên ngài Văn Thù, đúng như sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận nhận định: chẳng qua khỏi nổi biển trí Văn Thù thì khó nhập Phổ Hiền hạnh môn, vì chẳng biết rõ một niệm viên đốn, bình đẳng chánh tánh, phàm lẫn thánh cùng có, không sai khác chút nào. Do chẳng rõ nên tất cả hạnh nguyện đều chẳng đầy đủ. Vì sao vậy? Từ ngoài tâm khởi tu nên thành hữu lậu, do vô biên công đức chẳng ngoài tự tâm, tùy thuận chân như tu hết thảy pháp thì đầy đủ được vô biên công đức. Vì vậy, từ câu trong các cõi Phật đều có thể thị hiện trở đi là nói về trí đức của Văn Thù, chẳng hạn như những câu ví như huyễn sư giỏi hiện các tướng lạ. Trong các tướng ấy
thật không có gì để được, vân vân, đều biểu thị ý nghĩa từ văn thù diệu trí tu tập viên mãn hạnh phổ hiền thù thắng. Tám câu từ chữ trong các cõi Phật trở đi đều hiển thị trí đức của các Bồ Tát trong hội. Câu trong các cõi Phật đều có thể thị hiện, biểu thị cái đức phổ môn thị hiện của các đại sĩ. Chẳng chỉ trong mình cõi nước này thị hiện tám tướng, mà còn trong mười phương thế giới hiện trọn tám tướng. Huyển sư là thí dụ. Trí Độ Luận nói, phương Tây có nhà huyển thuật, có thể hóa hiện hết thảy cung điện thành quách, nhà viện, thắt khăn thành thỏ, biến đai thành rắn, các thứ biến hiện. Vì vậy kinh này mượn tài huyển hóa của các nhà ảo thuật để ví cho đại sĩ phổ môn thị hiện. Do đó kinh chép ví như huyển sư hiện các tướng lạ. Rồi nói, trong các tướng ấy thật không có gì để được, vì thật sự biết là huyển nên với huyển chẳng mê. Như trong kinh Bảo Tích, học huyển Thái tử nói kệ khen ngợi Phật rằng, như huyển sư huyển hóa, tự chẳng mê nơi huyển, vì biết huyển hư vọng. Phật xem đời cũng thế. Đây cũng chính là như kinh Viên Giác dạy rằng, biết huyển liền lìa, lìa huyển chính là giác. Vì vậy với huyển tướng chẳng chấp chẳng đắc. Kinh văn nhiều lần khen ngợi tỉ mỉ thật đức và quyền đức của đại sĩ, đều có thể thị hiện là quyền đức, thật chẳng thể được là thật đức. Các đại sĩ trong hội đều trọn vẹn hai đức quyền thật này, nên nói rằng các Bồ Tát ấy cũng lại giống như thế, thông các pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Pháp tánh cũng gọi là thật tướng, pháp giới, niết bàn, thật tế, vân vân. Tánh là thể, tự thể của hết thảy pháp gọi là pháp tánh. Như Khởi Tín Luận Nghĩa Ký giảng rằng, pháp tánh nghĩa là hiểu rõ chân thể này phổ biến thông với hết thảy pháp làm tánh. Lại nữa, sách Duy Thức Thuật Ký viết rằng, tánh là thể, thể của hết thảy pháp gọi là pháp tánh. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương cũng viết rằng, thể tánh của pháp gọi là pháp tánh. Vì vậy, pháp tánh là thể của vạn pháp, dù trong pháp nhiễm hay tịnh, dù nơi hữu tình hay nơi vô tình, tánh của nó chẳng hề biến đổi, nên gọi là pháp tánh. Lại nữa, pháp tánh chính là chân như, cũng chính là thật tướng. Quyển thứ 5 của Gia Tường Pháp Hoa Sớ viết rằng, pháp tánh chính là thật tướng, tam thừa đắc đạo không ai chẳng do nó. Quyển 1 sách Chỉ Quán cũng chép, pháp tánh gọi là thật tướng, còn chẳng phải là cảnh giới của nhị thừa, huống hồ phàm phu. Hoa Nghiêm Tông cho rằng chân như có hai nghĩa là bất biến và tùy duyên. Về mặt tùy duyên, do nó tạo ra hết thảy các pháp nên gọi chân như là pháp tánh. Lại do chẳng bất biến nên tuy tùy duyên tạo ra nhiễm hay tịnh, hữu tình hay vô tình, vạn pháp mà chân như chẳng đổi chẳng biến. Ví dụ nước biến thành sóng mà chẳng biến mất tánh nước. Pháp tánh chân như thuần thiện chẳng nhiễm, chỉ do duyên mà có nhiễm hay tịnh, nhưng pháp bị biến đổi thì lại có nhiễm hay tịnh khác biệt. Sách Hội Sớ lại viết rằng, Bồ Tát có hai thứ trí làm căn bổn cho hết thảy hạnh tu. Những gì là hai? Một là như lý trí chiếu soi bổn tánh các pháp chẳng một, chẳng khác, chẳng sanh, chẳng diệt, thì gọi là thông các pháp tánh. Hai là như lượng trí chiếu soi tướng khác biệt của chúng sanh, mê ngộ, phàm thánh đều khác, đây gọi là đạt chúng sanh tướng. Như vậy, thông các pháp tánh là căn bổn trí, đạt chúng sanh tướng là sai biệt trí. Cúng dường chư Phật, cúng dường có hai loại. Một là tài cúng dường hương hoa, thức ăn, tài vật. Hai là pháp cúng dường, đúng như lời dạy tu hành, lợi ích chúng sanh.
lại có ba loại cúng dường: một, lợi cúng dường, dùng hương hoa thức ăn vân vân; hai, kính cúng dường, khen ngợi cung kính; ba, hạnh cúng dường, thọ trì tu hành diệu pháp. Sách Bình Giải viết rằng có thể đi qua vô lượng cõi Phật, khởi lên cúng dường nhiều như mây, nên bảo là cúng dường chư Phật. Khai đạo quần sanh là như kinh Duy Ma chép rằng: tuy biết các cõi Phật và chúng sanh là không, mà thường tu tịnh độ giáo hóa chúng sanh, thì gọi khai đạo quần sanh. Hóa hiện thân mình như ánh chớp. Duy Thức Luận quyển 10 chép rằng: thần lực khó lường nên có thể hóa hiện. Các đại sĩ trên cúng dường, dưới hóa độ, bình đẳng phổ chiếu, cũng chẳng phân biệt ưu liệt thân sơ vật ngã kia đây. Sách Hồi Sớ chép rằng: ánh chớp gồm 4 ý nghĩa. Một là rất nhanh chóng, hai là phá tối tâm, ba là chẳng trụ, bốn là chẳng phân biệt. Bồ Tát trong một niệm, một thời đến khắp tất cả 10 phương thế giới, trên cúng dường chư Phật, dưới lợi ích quần sanh, chẳng có tướng xuất nhập, trước sau lẹ làng như ánh chớp. Bồ Tát có thể chiếu các Phật hội, phá tối tâm cho chúng sanh như ánh chớp trừ tối. Bồ Tát hiện ra vô lượng thân ứng hiện trong các cõi nước nhiều như vi trần, chẳng có trụ xứ, chẳng có dấu vết như ánh chớp nhán trên không, chẳng biết từ đâu đến đi, cũng không dấu tích nhất định. Bồ Tát bình đẳng, không có phân biệt trước sau đây kia, như ánh chớp soi vật, chẳng phân biệt trước sau đây kia. Xé lưới kiến hoặc của ma, xé là phá hoại. Ma thì như Trí Độ Luận giảng rằng: đoạt huệ mạng, hoại đạo pháp và gốc lành công đức, nên gọi là ma. Kiến là suy nghĩ, tìm cầu, quyết định vân vân, bao hàm cả chánh lẫn tà. Sách Chỉ Quán quyển 5 viết rằng: hết thảy phàm phu chưa đạt thánh đạo, hễ khởi lên một niệm nhỏ nhiệm thì đều là kiến. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 lại giảng rằng: suy cầu gọi là kiến. Trên đây là nghĩa rộng, phàm có suy nghĩ, so sánh, phân biệt, suy cầu vân vân đều gọi là kiến. Sách Chỉ Quán quyển 10 lại viết rằng: có tri giải quyết định thì gọi là kiến. Nghĩa này khá hẹp, vì chỉ xét tới tri giải có tánh quyết định. Kiến có chánh tà, các loại kiến hữu vô tạm thường đều là tà kiến. Lưới kiến hoặc của ma là tà kiến bời bời đang rối vào nhau, khiến người khó thoát ly, giống như lưới rập, nên gọi là lưới tà kiến. Kinh Hoa Nghiêm dạy: ngã mạng tưới tắm, lưới kiến tăng trưởng. Trí Độ Luận quyển 11 cũng viết: vào trong lưới tà kiến, phiền não phá chánh trí. Lưới kiến hoặc của ma chính là lưới tà kiến. Trí Độ Luận quyển 8 viết rằng: hữu niệm đọa lưới ma, vô niệm thì thoát được. Cho thấy khởi tâm đồng niệm đều đọa lưới ma, chỉ có tịnh niệm nối tiếp vô niệm mà niệm mới xuất ly được. Cởi các triền phược. Triền là vấn vít, phược là trói buộc. Theo Đại sư Cảnh Hưng, triền phược chính là 8 triền 3 phược. Các vị khác đa số cho rằng có 10 triền 4 phược. Ở đây tôi theo thuyết của sư Cảnh Hưng, 8 triền là vô tàm, vô quý, ganh ghét, keo kiệt, làm việc ác, ham ngủ, lao chao, hôn trầm. 3 phược là tham, sân, si. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng: cũng có thể hiểu rằng các phiền não kết gọi chung là triền phược. Bồ Tát dạy người đoạn lìa chúng thì bảo là cởi. Hai câu trên đây ý nói các Bồ Tát trong hội do thông các pháp tánh đạt chúng sanh tướng, đầy đủ căn bổn trí và sai biệt trí, nên có thể vì chúng sanh phá lưới ma kiến, khiến họ lìa bỏ tà nghiệp. Có thể vì hữu tình giải trừ các triền phược cho họ được thoát phiền não. Vượt xa địa vị Thanh Văn, Bích Chi Phật,
nhập pháp môn không vô tướng vô nguyện. Hai câu này lại khen ngợi thật đức của các vị đại sĩ trong hội. Sở giác thù thắng vượt xa địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật. Thanh Văn là đệ tử theo pháp tiểu thừa của Phật, nghe giáo pháp của Phật, ngộ lý tứ đế, đoạn hai hoặc kiến và tư, thoát khỏi phần đoạn sanh tử, nhập niết bàn. Tịnh Ảnh Sớ nói, tôn giáo của Đức Phật thuyết gọi là thanh, nghe tiếng giải ngộ nên gọi là Thanh Văn. Bích Chi Phật, Bích Chi là tiếng Phạn, tàu dịch là nhân duyên. Phật nghĩa là giác, vì vậy cựu dịch Bích Chi Phật là duyên giác, tân dịch là độc giác. Theo Đại Thừa Nghĩa Chương, duyên giác có hai cách hiểu. Một là quán 12 nhân duyên, đoạn hoặc chứng chơn, từ duyên mà giác ngộ nên gọi là duyên giác. Hai là do các duyên sự tướng của ngoại giới như gió thổi cây động vân vân mà được giác ngộ nên bảo là duyên giác. Tông Thiên Thai lại phân chia hai danh từ này như sau. Một, ra đời gặp nhầm lúc Phật xuất hiện, quán 12 nhân duyên được giác ngộ là duyên giác. Hai, ra đời nhầm lúc không có Phật, thấy ngoại duyên, gió thổi cây động, lá rụng hoa bay mà thành đạo thì là độc giác. Hai thừa Thanh Văn Bích Chi Phật nói trên đều là bậc hạ căn trong hàng đệ tử Phật. Nay các đại sĩ đây vượt xa hơn bọn họ, như sách Bình Giải nói rằng, nhị thừa tuy đắc ba không môn nhưng chìm đắm nơi thiên không. Bồ Tát chẳng như vậy, thấu đạt lưới huyễn đắc pháp bình đẳng. Vì vậy tuy trụ ba không môn mà chẳng trụ vô vi, cho nên dẫu làm Thanh Văn duyên giác là siêu việt địa vị Thanh Văn duyên giác. Hơn nữa kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử có chép rằng, dùng pháp Thanh Văn giáo hóa chúng sanh nên ta là Thanh Văn, dùng pháp Bích Chi Phật giáo hóa chúng sanh nên ta là Bích Chi Phật, dùng pháp Đại Bi giáo hóa chúng sanh nên ta là Bồ Tát. Trong hết thảy pháp được giải thoát vì hết thảy vô ngại. Với chúng sanh mình hóa độ, hoặc dùng pháp Thanh Văn giáo hóa để làm lợi ích, hoặc dùng pháp Bích Chi Phật giáo hóa để làm lợi ích, hoặc dùng pháp Bồ Tát giáo hóa để làm lợi ích, nên ta là Thanh Văn, ta là duyên giác, ta là Bồ Tát. Câu này nói đến phương tiện khéo léo của các đại sĩ tùy cơ độ sanh thị hiện làm nhị thừa, chẳng bỏ hình tướng Thanh Văn Bích Chi Phật nên bảo là vượt xa. Chữ địa trong chánh kinh là địa vị, là cảnh giới. Chữ không vô tướng vô nguyện được Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: chúng sanh và pháp đều không có tự tánh nên gọi là không. Cho đến nhân duyên cũng chẳng có tướng nên bảo là vô tướng. Do vượt khỏi cái bị lấy, xa lìa tâm chấp lấy nên bảo là vô nguyện. Trí Độ Luận lại nói, vô nguyện nên chẳng tạo nghiệp sanh tử nên cũng gọi là vô tác. Lại viết, quán các pháp không gọi là không. Trong cái không đó chẳng thể giữ lấy tướng, ngay khi ấy chuyển được cái không nên gọi là vô tướng. Trong vô tướng chẳng có thứ gì được làm ra để sanh trong tam giới, nên ngay khi ấy chuyển được vô tướng nên gọi là vô tác, tức là vô nguyện. Ví như cái thành có ba cửa, một thân người chẳng thể cùng lúc vào được ba cửa. Nếu muốn vào thành phải theo một cửa mà vào. Thật tướng của các pháp là niết bàn thành. Thành có ba cửa: không, vô tướng, vô tác. Nếu người theo cửa không mà vào, chẳng thấy là không, cũng chẳng chấp tướng, thì người ấy ngay khi đó đã xong việc, chẳng cần đến hai cửa kia nữa. Nếu ai vào cửa không lại chấp tướng cho rằng mình đắc cái không ấy, cho nên người ấy chẳng qua nổi khỏi cửa, đường thông hóa nghẽn. Nếu trừ được tướng không thì theo cửa vô tướng mà vào. Nếu tâm chấp trước tướng vô tướng sanh hí luận,
thì để trừ tướng vô tướng, phải vào cửa vô tác. Ý nói không vô tướng vô nguyện ví như ba cái cửa, do pháp môn này khế nhập thành niết bàn thật tướng của các pháp. Nếu ai từ cửa không đi vào nhưng chẳng thấy không tướng, liền vào thẳng ngay tòa thành niết bàn. Nếu thấy có tướng không thì chẳng vào nổi, nếu trừ được tướng không thì liền có thể theo cửa vô tướng mà vào. Nếu như chấp tướng của vô tướng thật là tướng của vô tướng thì cũng chẳng vào được. Để trừ tướng vô tướng này, cần phải từ cửa vô tác, tức là vô nguyện, vào thẳng trong thành. Vì vậy kinh dạy nhập pháp môn không vô tướng vô nguyện. Khéo lập phương tiện hiển thị tam thừa. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Pháp Hoa Văn Cú giảng rằng phương là phương pháp, tiện là dùng. Sách Pháp Hoa Huyền Tán ghi tạo tác thực hành thì là phương, khéo thích ứng căn cơ là tiện. Sách Pháp Hoa Nghĩa Sớ viết rằng phương tiện là tên khác của thiện xảo, thiện xảo là công dụng của trí. Kinh Đại Tập dạy điều phục được chúng sanh, khiến chúng quy hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là phương tiện. Hội Sớ cũng nói kinh Niết Bàn chép rằng trí độ, tức Bát Nhã Ba La Mật, là mẹ của Bồ Tát, phương tiện là cha, hiểu thấu không vô tướng là đại trí, tùy nghi sắp bày thi hành là phương tiện. Phương tiện có hai thứ, một là hiểu sâu không mà chẳng chấp tướng thọ chứng, hai là do lý thật tướng thẩm sâu không ai tin nhận nổi, nên phải dùng phương tiện dụ dẫn quần sanh, khiến cho giác ngộ dần dần. Đức ấy rộng lớn, chỉ có bất nhị thừa, tức là không thuộc hàng nhị thừa mới làm nổi, vì thế bảo là khéo lập. Chữ thừa trong tam thừa là cổ xe. Sách Tứ Giáo Nghi Tập Chú giảng rằng thừa có nghĩa là chuyên chở, chở ra khỏi tam giới trở về niết bàn. Hơn nữa thừa ví như công cụ chuyên chở, khiến người ngự trên thừa ấy đều đạt tới quả địa. Kinh Pháp Hoa dùng ba loại xe dê, nai và trâu để ví cho ba tiểu thừa: tiểu, trung, đại. Tiểu là Thanh Văn thừa, trung là Duyên Giác thừa, đại là Bồ Tát thừa. Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa chép rằng Như Lai có vô lượng trí huệ lực, vô sở úy các pháp tạng, có thể ban cho hết thảy chúng sanh pháp đại thừa, chỉ cho nhất Phật thừa, nhưng chúng chẳng thể lãnh nhận hết nổi. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên đó phải biết rằng chư Phật do sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt thành ba. Sách Pháp Hoa Văn Cú cũng nói phương tiện là cửa, thể nhập được chân thật, hiển lộ được chân thật, toàn là do công của phương tiện. Theo cách giải thích này, tiểu thừa là cái cửa để vào được đại thừa, nên tiểu thừa được gọi là giáo pháp phương tiện. Hơn nữa, tam thừa thông với nhất thừa, nên tam thừa cũng gọi là phương tiện giáo. Những đoạn kinh luận trên thật đã tỏ rõ được yếu chỉ khéo lập phương tiện hiển thị tam thừa. Tướng thứ bảy, chuyển pháp luân, đến đây đã xong. Phần chánh kinh. Trong hạng trung hạ căn ấy thị hiện diệt độ. Phần chú giải. Đây là tướng thứ 8 của 8 tướng thành đạo, Bát Niết Bàn. Niết Bàn cựu dịch là diệt độ, tân dịch là viên tịch. Diệt độ là diệt nhân quả sanh tử, diệt hết dòng lũ sanh tử. Kinh Niết Bàn dạy rằng diệt các phiền não gọi là Niết Bàn, lìa các hữu cũng là Niết Bàn. Sách Tâm Kinh Lược Sớ của Ngài Hiền Thủ ghi rằng Niết Bàn tàu dịch là viên tịch, ý nói không đức gì chẳng đủ nên bảo là viên, không chướng nào chẳng tận nên nói là tịch. Sách Bình Giải cũng viết nghĩa đầy ắp pháp giới, đức đầy đủ như các sông Hằng là viên, thể cùng tột chân chánh,
dứt tuyệt hoàn toàn sự vướng mắc vào hình tướng là tịch. Các kinh luận trên đây đều nói về bậc pháp thân đại sĩ chuyên chí Phật quả, chẳng trụ vào diệt tận. Nhưng vì để nhiêu ít hai thừa trung và hạ, nên dùng phương tiện khéo léo thị hiện tướng diệt độ. Như phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa chép rằng: nếu Phật trụ lâu dài trong đời, thì kẻ đức mỏng chẳng gieo trồng căn lành, bần cùng hạ tiện, tham đắm ngũ dục, bị vướng vào lưới ức tưởng vọng kiến. Nếu thấy Như Lai thường trụ bất diệt, sẽ khởi ý kiêu ngạo, phóng túng, sanh lòng mỏi nhát, lười biếng, chẳng thể sanh nổi ý tưởng khó gặp Phật và tâm cung kính được. Vì vậy, Như Lai tuy thật chẳng diệt, lại nói là diệt độ. Chẳng phải là diệt độ lại hiện có diệt độ, nên bảo là thị hiện. Thị hiện như vậy là để độ căn cơ trung hạ. Nếu là thượng căn thì thấy Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng không đi về đâu, vốn đã thoát khỏi sanh diệt thì nào có niết bàn. Vì vậy, trí giả đại sư đời Tùy khi đọc đến phẩm Dược Vương của Kinh Pháp Hoa, thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Phần chánh kinh: đắc các tam ma địa vô sanh vô diệt, và đắc hết thảy đà ra ni môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam muội, trụ thiền định sâu, đều thấy vô lượng chư Phật. Trong khoảng một niệm qua khắp hết thảy cõi Phật. Phần chú giải: tam ma địa là tiếng Phạn, xưa phiên âm là tam muội, tam ma đề, tam ma đế, vân vân. Dịch nghĩa là định, chánh thọ, điều nghi định, chánh tâm hạnh xứ, đẳng trì, vân vân. Trí Độ Luận giảng rằng, tâm khéo trụ một chỗ chẳng động gọi là tam muội, và hết thảy thiền định cũng gọi là định, cũng gọi là tam muội, và các hạnh hòa hợp đều gọi là tam muội, hết thảy thiền định nhiếp tâm đều gọi là tam ma đề, hán dịch là chánh tâm hạnh xứ. Thêm nữa, sách Pháp Hoa Huyền Tán viết rằng tiếng Phạn là tam ma địa, tàu dịch là đẳng trì. Bình đẳng gìn giữ cái tâm để tiếp xúc với cảnh thì chính là định. Ngài Thiên Thai giảng rằng, dùng không huệ chiếu soi các pháp môn thiền định, xuất sanh cho đến vô lượng tam muội. Trong kinh đây tiếp ngay theo câu mà hiện diệt độ là câu đắc các tam ma địa vô sanh vô diệt, là ý nói các đại sĩ tuy thị hiện tướng niết bàn, nhưng thật chẳng sanh chẳng diệt, bình đẳng thường trụ như như pháp thân. Các vị đại sĩ này đều tuân theo phổ hiền đức, từ quả hướng đến nhân. Đà ra ni là tiếng Phạn, tàu dịch là trì, năng giá. Trí Độ Luận giảng rằng đà ra ni hán dịch là năng trì hoặc năng giá. Năng trì là nhóm họp các thiện pháp, gìn giữ khiến cho chúng chẳng tan chẳng mất, ví như đồ đựng hoàn hảo đem đựng nước, nước chẳng rò rỉ mất. Năng giá là có thể ngăn chặn khiến cho ác tâm bất thiện chẳng sanh, nếu toan gây tội ác thì khiến cho chẳng thực hiện được, do vậy gọi là đà ra ni. Luận còn viết: Bồ Tát đắc hết thảy các tam muội, tam thế vô ngại minh vân vân ấy, thì với mỗi một tam muội sẽ đắc vô lượng A Tăng Kỳ Đà Ra Ni. Các thứ ấy hòa hợp thành ra 500 Đà Ra Ni môn, đấy là tạng thiện pháp công đức của Bồ Tát. Như vậy, tam muội là định, sở đắc do định lực phát huệ gọi là Đà Ra Ni. Như sách Trí Độ Luận giảng rằng, tu hành tam muội này phải tu hành lâu rồi mới thành được Đà Ra Ni. Các tam muội ấy cùng trí huệ thật tướng của các pháp sanh ra Đà Ra Ni. Sách còn nói, tam muội chỉ là pháp tương ứng với tâm, Đà Ra Ni là chẳng tương ứng với tâm, tâm chẳng tương ứng với Đà Ra Ni. Tâm chẳng tương ứng với Đà Ra Ni là nếu như có người đắc văn trì Đà Ra Ni,
tuy tâm có sân giận, Đà Ra Ni cũng chẳng tan mất, thường theo hành nhân như bóng theo hình. Như vậy, theo trí độ luận, tam muội phải do tâm tương ưng mới hiện hữu. Như bình chén chưa nung, tuy có hình dạng bình chén mà chẳng đựng được nước. Đà Ra Ni như bình chén đã qua lửa nung, nên gìn giữ được vô lượng công đức của Bồ Tát. Tuy có lúc tâm chẳng tương ưng, chẳng hạn như khi tâm sanh phiền não, Đà Ra Ni vẫn thường theo hành nhân như bóng theo thân. Trí độ luận còn viết: Đà Ra Ni đời đời thường theo Bồ Tát, còn các tam muội chẳng được vậy, hễ đổi thân liền bị mất. Vì vậy, Đà Ra Ni một phen đã được là vĩnh viễn được, hơn hẳn tam muội. Hoa Nghiêm Tam Muội là tên gọi khác của Phật Hoa Nghiêm Tam Muội, dùng nhất chân pháp giới vô tận duyên khởi làm lý thú. Thấu đạt lý thú ấy, thì liền từ tri giải khởi ra vạn hạnh, trang nghiêm Phật quả, nên gọi là Hoa Nghiêm. Do nhất tâm tu nên gọi là Tam Muội. Ảnh Sớ viết rằng: Như kinh Hoa Nghiêm nói, tam muội này thống nhiếp hết thảy Phật pháp trong pháp giới vào trong bản thân nó. Kinh Bát Thập Hoa Nghiêm chép: Lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát nhập tam muội rộng lớn, tên là Phật Hoa Nghiêm. Lục Thập Hoa Nghiêm lại chép rằng: Phổ Hiền Bồ Tát chánh thọ tam muội ấy tên là Phật Hoa Nghiêm. Sách Pháp Giới Ký viết rằng: Hoa Nghiêm Tam Muội được giải thích như sau: Hoa là vạn hạnh của Bồ Tát. Vì sao? Do công dụng của hoa là có thể kết trái, chỉ quả đức. Hạnh có khả năng cảm được quả. Tuy là pháp nội ngoại khác nhau, nhưng lực dụng sanh cảm tương tự. Dùng sự để tỏ bày pháp nên gọi là hoa. Nghiêm là hạnh thành quả mãn, khế hợp tương ưng, cầu chướng vĩnh viễn tiêu trừ, chứng lý viên mãn. Dựa trên dụng để khen ngợi đức nên gọi là nghiêm. Tam muội là lý trí vô nhị, triệt để dung hội, đây kia đều chẳng còn, năng sở dứt bặt, nên nói là tam muội. Kinh Hoa Nghiêm lại chép: Hết thảy tự tại khó nghĩ bàn, là do thế lực của Hoa Nghiêm Tam Muội vậy. Sách Hợp Tán lại viết: Pháp giới duy tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm, dùng hoa nhân hạnh trang nghiêm, khiến cho tướng trạng của quả đức được hiển hiện. Nhập tam muội này hiển hiện thập phương Phật và cõi Phật. Gia Tường Sớ lại viết: Tam muội này dùng để trang hoàng pháp thân nên gọi là Hoa Nghiêm. Các thuyết như trên đều tỏ rõ ý nghĩa của Hoa Nghiêm Tam Muội. Thuyết Pháp giới duy tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm của sách Hợp Tán ngụ ý rằng: Nhất chân pháp giới chỉ là tự tâm, thấu đạt được điều này thì đó chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Còn thuyết tam muội này dùng để trang hoàng pháp thân của Gia Tường Sớ ngụ ý rằng: Tam muội đều dùng để trang nghiêm pháp thân, pháp thân chính là tâm diệu minh vốn có, cũng chính là tự tâm. Vì vậy, hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng tự pháp giới lưu xuất, lại cũng quy về pháp giới ấy. Tổng trì là Đà Ra Ni, đầy đủ là trọn vẹn. Ý nói hết thảy Đà Ra Ni, không môn nào chẳng đầy đủ. Đà Ra Ni có bốn loại. Một, pháp Đà Ra Ni, còn gọi là văn Đà Ra Ni, tức là với giáo pháp của Phật nghe giữ chẳng quên. 2. Nghĩa Đà Ra Ni, với nghĩa của các pháp tổng trì chẳng quên. 3. Chú Đà Ra Ni, với các chú tổng trì chẳng quên. Chú là câu nói bí mật có oai lực thần dị không lường nổi, do Phật Bồ Tát từ trong thiền định phát ra nên gọi là chú Đà Ra Ni. Dịch theo ý nghĩa thành ra bốn tên: Minh, Chú, Mật Ngữ, Chân Ngôn. Sách Bí Mật Ký viết rằng: Phàm phu nhị thừa chẳng biết được nổi nên gọi là Mật Ngữ. Chân Ngôn của Như Lai thật chẳng hư vọng nên gọi là Chân Ngôn.
4. Nhẫn Đà Ra Ni, an trụ trong thật tướng của pháp gọi là nhẫn, giữ cái nhẫn đó là nhẫn Đà Ra Ni. Sách Hội Sớ giảng câu trăm ngàn tam muội rằng: trăm ngàn tam muội là chúng sanh vô lượng, tâm hạnh bất đồng, có lợi căn, có độn căn, với các kiết sử có kẻ sâu dày, có kẻ mỏng nhẹ. Vì vậy Bồ Tát thực hành trăm ngàn các tam muội để đoạn trừ trần lao cho họ, giống như muốn làm cho những kẻ nghèo được giàu có lớn thì phải chuẩn bị đủ các tài vật, đủ hết thảy vật dụng rồi sau đấy mới có thể cứu giúp những người nghèo. Lại như muốn trị các bệnh phải chuẩn bị đủ các thứ thuốc, sau đó mới trị nổi. Lại như Trí Độ Luận nói rằng: từ Thủ Lăng Nghiêm tam muội cho đến hư không tế vô sở trước giải thoát tam muội, lại như Kiến Nhất Thiết Phật tam muội cho đến Nhất Thiết Như Lai giải thoát Tu Quán Sư Tử Tần Thân, vân vân, vô lượng A Tăng Kỳ tam muội của Bồ Tát. Với các tam muội như thế ấy, không môn nào chẳng đầy đủ, nên nói là đầy đủ thành tựu trăm ngàn tam muội. Trong luận còn viết: trong mỗi một tam muội đắc vô lượng Đà Ra Ni. Đà Ra Ni chính là tổng trì, vì vậy kinh dạy đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam muội. Trụ thiền định sâu đều thấy vô lượng chư Phật. Trụ thiền định sâu là an trụ thiền định thâm diệu. Sách Hội Sớ giảng rằng: thiền định sâu là trụ trong tam muội vi diệu, sâu xa u huyền, chẳng phải là pháp nhị thừa và sơ tâm Bồ Tát thực hành nổi. Sách Bình Giải lại viết: bản đường dịch ghi là nhất thiết chủng thậm thâm thiền định. Nhất thiết chủng là nhất thiết chủng trí, do hết thảy sự là lý nên bảo là thậm thâm. Vì vậy thâm định thật ra là lý định, chẳng phải là sự định. Tịnh Ảnh Sớ lại viết: trụ thâm định môn làm chỗ y cứ để khởi hành. Tâm không có đến đi, dùng ngay sức của pháp môn tam muội để khởi hành, nên phải trụ định. Tiếp đó nói đến khởi hành: đều thấy hiện tại vô lượng chư Phật, nghĩa là nhiếp hạnh rất rộng. Ý của Ngài Tịnh Ảnh nói rằng đều thấy chư Phật là hạnh môn. Khởi hạnh môn này nương thiền định sâu, chẳng đợi phải khởi tâm động niệm, trực tiếp từ sức của pháp môn tam muội mà khởi hành. Vì vậy cần phải trụ thiền định thậm thâm. Xét trong kinh này, việc hành giả được thấy Phật trong khi nhập định chính là đại nguyện thứ 45 của Phật Di Đà, trong định cúng Phật. Nguyên văn như sau: các chúng Bồ Tát trong các cõi Phật mười phương nghe danh từ của ta, rồi đều đạt được phổ đẳng tam muội thanh tịnh giải thoát, các tổng trì sâu trụ tam ma địa cho đến khi thành Phật. Trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng mất định ý. Sách Bình Giải giảng rằng phổ đẳng tam muội là thâm định môn. Tam muội này do trí nguyện của Phật Di Đà tạo thành, rất sâu không bờ đáy, nên gọi là thâm thiền định. Đều thấy tất cả là nói đến nghiệp dụng của nó. Dựa theo lời nguyện trên có thể thấy rằng các Bồ Tát trong hội đều cậy vào sức trí nguyện của Phật Di Đà, do nghe được danh hiệu Di Đà nên đều đắc phổ đẳng tam muội vân vân, được nguyện lực gia trì trong định cúng dường vô lượng chư Phật. Cho đến cúng Phật nhất định thấy Phật, nên nói là đều thấy vô lượng chư Phật. Kinh Bát Châu lại nói Bồ Tát này chẳng dùng thiên nhãn thấy tỏ, chẳng dùng thiên nhĩ nghe suốt, chẳng dùng thần túc đến cõi Phật kia, chẳng từ nơi đây chết sanh về cõi kia, mà ngay nơi chỗ này được thấy rõ. Phật dạy Bồ Tát nơi cõi nước thế gian này niệm A-di-đà Phật, do chuyên niệm nên được thấy. Liền hỏi trì pháp gì được sanh cõi ấy? A Di Đà Phật bảo rằng muốn sanh về đó thì thường niệm danh ta. Do vậy niệm Phật tam muội
được gọi là Bảo Vương Tam Muội. Vì thế cái thiền định thậm thâm thấy được chư Phật ấy đều hoàn toàn quy trọn về niệm Phật Tam Muội. Vì lẽ đó, công đức trì danh niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn, nhất thừa nguyện hải chẳng thể nghĩ bàn. Trong khoảng một niệm qua khắp hết thảy cõi Phật, một niệm chỉ cho khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng lâu chừng bao nhiêu thì các thuyết chẳng đồng nhất. Như quyển Thượng Kinh Nhân Vương Bát Nhã bảo rằng 90 sát na là một niệm, một sát na trong một niệm trải qua 900 lần sanh diệt. Vãng Sanh Luận Chú quyển thượng lại chép rằng 101 lần sanh diệt là một sát na, 60 sát na là một niệm. Cả hai thuyết cùng cho rằng trong một niệm có nhiều sát na, nhưng Trí Đồ Luận cho rằng trong khoảng khảy ngón tay có 60 niệm. Quyển 18 sách Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký ghi rằng sát na tàu dịch là niệm, trong khoảng khảy ngón tay có 60 sát na. Hai thuyết này cùng cho rằng một niệm chính là một sát na. Thuyết này giản dị dễ nhớ, nên đời sau hay dùng thuyết này: một niệm là một sát na. Còn như trong một sát na hay một niệm mà có thể qua khắp các cõi Phật thì chính là nguyện thứ 11 của Phật Di Đà. Trong khoảng một niệm chẳng thể vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, đi giáp khắp tất cả các chốn cúng dường chư Phật thì chẳng lấy chánh giác. Đoạn kinh ở phần trước đã nói các vị đại sĩ này tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Xét về quả, Tam Muội ấy còn được gọi là Hải Ấn Tam Muội. Gọi là ấn là vì dùng ấn chương của thế gian làm thí dụ, văn tự khắc trên ấn có thể ngay lập tức cùng lúc hiện ra, chẳng có sai biệt trước sau, toàn thể cùng phơi bày, chẳng có điểm nào ẩn giấu. Gọi là hải vì giống như biển cả, đồng thời hiện bóng hết thảy các tướng sai biệt, hình tượng sai khác dẫu muôn ngàn, thể của nước nào khác. Muôn tướng khởi lên đầy dẫy, nhưng nước vẫn trong lặng. Có vạn tướng thì nước vẫn thế, không có tướng thì nước vẫn thế. Không có thời gian trước sau, nên kéo dài hay rút gọn đều cùng một lúc. Ba đời xưa nay chẳng ngoài cái niệm hiện tiền, cùng hiện trong nước nên rộng hẹp tự tại, mười phương thế giới chẳng ngoài ngay chốn này. Kinh Hoa Nghiêm dạy hết thảy tự tại khó nghĩ bàn là do thế lực của Hoa Nghiêm Tam Muội. Lại nữa, sách Bình Giải viết rằng trong khoảng một niệm đi khắp trọn vô lượng cõi Phật là đã đạt đến thế giới vô lượng thọ nhất thừa thanh tịnh, quy kết về niệm Phật Tam Muội. Thuyết này rất sâu sắc, do bởi niệm Phật được sanh cực lạc, liền có thể nương vào sức gia bị phát xuất từ nguyện thứ 11 trong nhất thừa nguyện hải của Di Đà Như Lai mà xuất hiện thần thông diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Trong khoảng một niệm qua khắp các cõi Phật, đó chẳng phải là điều nhị thừa thấu hiểu được nổi. Phần Chánh Kinh. Đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, khéo có thể phân biệt ngữ ngôn của chúng sanh, khai hóa hiển thị chân thật tế, vượt xa các pháp sở hữu của thế gian, tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo độ thế. Với hết thảy vạn vật tùy nghi tự tại, vì các thứ loại làm bạn chẳng thỉnh, thọ trì pháp tạng thậm thâm của Như Lai, hộ trì Phật chủng tánh, khiến thường chẳng đoạn tuyệt, hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, trao pháp nhãn, lấp nẻo ác, mở cửa lành. Với các chúng sanh xem như chính mình, cứu vớt gánh vác, khiến đều vượt lên bờ kia, đều gìn giữ vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn. Các đại Bồ Tát như vậy vô lượng vô biên, cùng lúc nhóm đến. Phần chú giải. Đắc Phật biện tài. Biện tài là tài năng tuyên nói pháp nghĩa một cách khéo léo. Đây chính là điều được đề cập trong Tịnh Ảnh Sớ,
ngôn thì biện luận rành rẽ, ngữ thì khéo léo. Trong cuốn Pháp Hoa Sớ, Ngài Gia Tường giảng chữ biện tài như sau: đáp ứng nhanh chóng từng căn cơ là biện, lời lẽ bóng bẩy là tài. Như vậy, có thể nhanh chóng thích ứng với từng căn cơ mới được gọi là biện tài. Sách Hội Sớ giảng rằng, ngôn âm dứt hoặc là biện, tùy cơ hay khéo là tài, không điều gì chẳng phát xuất từ thánh trí. Trong ba thuyết vừa nói, thuyết này hay nhất. Tịnh Ảnh Sớ lại bảo Như Lai đắc bốn trí vô ngại. Như Lai dùng trí vô ngại hưng khởi bốn thứ biện tài. 1. Nghĩa vô ngại biện, biết rõ nghĩa lý của hết thảy các pháp, vì thông đạt chẳng uống trệ. 2. Pháp vô ngại biện, thấu đạt danh tự của hết thảy các pháp, vì phân biệt chẳng uống trệ. 3. Từ vô ngại biện, với danh từ nghĩa lý của các pháp, thuận theo ngôn ngữ khác biệt của hết thảy chúng sanh ở các nơi khác nhau, mà vì họ diễn nói khiến ai nấy đều được hiểu. 4. Nhạo thuyết vô ngại biện, tùy theo căn tánh và pháp muốn được nghe của hết thảy chúng sanh, mà vì họ diễn thuyết viên dung chẳng trệ. Thuyết trên cho rằng các bậc đại sĩ khế hợp thánh trí, đắc vô ngại biện tài, khéo thích ứng căn cơ, giảng giải rộng rãi, bàn luận khéo léo, nên bảo đắc Phật biện tài. Sách Bình Giải lại còn giải thích rộng thêm như sau: nếu y vào căn bổn giáo, chỉ nói một chữ cũng là đắc Phật biện tài, vì truyền lời chân thật của Như Lai vậy. Chẳng phải chỉ những Bồ Tát này được thế, mà lời của phàm phu nói cũng đồng như biện tài của chư Phật. Tán dương công đức Phật huệ chỉ để khai hóa kẻ hữu duyên trong mười phương mà thôi. Trụ Phổ Hiền Hạnh. Ở phần trước, kinh nói các đại sĩ đều cùng tuân tu đức của Phổ Hiền đại sĩ. Ở đây, kinh chép trụ Phổ Hiền Hạnh, ý nói các đại sĩ đều an trụ đại hạnh của Phổ Hiền đại sĩ. Mỗi vị đều dùng 12 đại nguyện vương dẫn dắt quy về cực lạc. Trong kinh Hoa Nghiêm, chỉ có một mình Ngài Phổ Hiền xướng xuất dắt diều như vậy. Còn trong kinh này có vô lượng vô biên pháp thân đại sĩ có đức hạnh như Phổ Hiền đều đến nhóm hội cùng hoàng truyền Tịnh Tông. Khéo hay phân biệt ngữ ngôn của chúng sanh, đây là câu trích từ bản Đường Dịch. Bản Ngụy Dịch ghi rằng: nhập các ngôn âm, khai hóa hết thảy. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng: nhập có nghĩa là hiểu, hiểu biết các ngôn âm của chúng sanh, dùng nó để khởi thuyết. Hội Sớ dẫn lời kinh Mật Tích như sau: tam thiên đại thiên thế giới này có 84,000,000 cai loại chúng sanh, ngôn từ đều khác biệt, cai là 100 triệu. Xét ra hết thảy đều quy về việc ban cho chúng sanh một nghĩa chí chơn. Bồ Tát thuận theo các loại chúng sanh mà nói ra những lời khác nhau để thuyết pháp khai hóa. Kinh Mật Tích cũng chép: Bồ Tát này nhập được các thứ ngôn âm nên có thể thuyết pháp khai hóa. Kinh Xưng Tán Đại Thừa Công Đức lại chép rằng: các loài bàn sanh, quỷ, vân vân cũng được nghe Đức Như Lai dùng ngôn âm của từng loại mà thuyết pháp. Do những điều trên, chúng sanh vô biên nên ngôn ngữ của chúng sanh cũng có nhiều thứ, nhưng pháp thân đại sĩ đều hiểu rành rẽ theo ngôn ngữ của từng loại mà thuyết pháp, ứng cơ tùy duyên làm lợi cho khắp tất cả. Chúng sanh trong đường ác cũng được Như Lai dùng ngôn âm đúng với chủng loại của mình mà giảng, khiến họ được nghe pháp đắc độ. Đoạn kinh này chỉ rõ các đại sĩ trong hội đều có trí huệ biện tài và công đức oai lực như thế. Khai hóa hiển thị chân thật tế. Khai hóa chính là ý khai Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa. Hiển thị là thị Phật tri kiến, tế là bờ mé rốt ráo, chân thực tế chính là tri kiến của Phật. Toàn thể một bộ diệu pháp tịnh độ đều là Phật tri kiến, chỗ nào cũng là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì vậy, trong kinh này,
câu nào cũng là khai hóa, hiển thị chân thực tế, đều là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Trí Độ Luận viết: như, pháp tánh, thật tế, cả ba đều là tên gọi khác nhau của thật tướng các pháp. Sách Bình Giải viết rằng: diệu xứ thật tướng, tận lý chí cực, gọi là tế. Chuẩn theo hai thuyết trên, chân thật chính là tên khác của thật tướng. Chân thật tế là diệu lý thật tướng cứu cánh chí cực, mà cũng chính là tri kiến Phật vậy. Sách Hội Sớ nói: khai hiển chân thật là hiển thị, nghĩa là đem 10 pháp giới quy về nhất thừa, quyết định thành Bồ đề. Chân thật tế là dùng nhất Phật thừa để làm pháp tối hậu vậy. Sách Bình Giải lại viết rằng: nếu y theo tiểu thừa thì thiên chân là thật tế, nếu xét theo tiệm giáo thì ly nhị biên là thật tế, nếu xét theo thánh đạo thật giáo thì thật tướng của các pháp là chân thật tế, nếu xét theo tịnh độ, quang xiển đạo giáo là quyền phương tiện, thệ nguyện nhất Phật thừa là chân thật tế, là biển nhất thật chân như vậy. Thánh đạo thủ lý nhưng không duy lý, tịnh độ dùng sự nhưng chẳng chỉ biết có sự, đây chính là sự tức lý, sự sự vô ngại. Nếu theo cách hiểu của chúng sanh thì có sự lý không hữu sai khác, như nếu đứng trên quan điểm chư Phật ngợi khen tấm tắc thì chỉ có thệ nguyện nhất Phật thừa, biển nhất thật chân như này là chân thật tế. Rõ ràng sách Hội Sớ và Bình Giải cùng xem nhất Phật thừa của Tịnh Tông là chân thực tế và cũng là tri kiến của Phật vậy. Nay các đại sĩ vì các chúng sanh tuyên diễn thệ nguyện nhất Phật thừa, được chư Phật mười phương cùng khen ngợi, nên nói khai hóa hiển thị chân thực tế. Vì vậy, chân thực tế chính là tự tâm minh bổn tâm của mình, thấy được bổn tánh của chính mình thì là khai hóa hiển thị chân thực tế. Nhưng trong pháp môn niệm Phật cũng lại bất nhị: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Vì vậy tâm mình niệm Phật chính là chân thực tế, nên nói rằng một tiếng Phật hiệu một tiếng tâm. Kinh cũng dạy: nếu ai chỉ niệm A-di-đà thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Ngoài ra phẩm ba kinh này nói: Như Lai muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật. Trong phẩm thứ 8 Pháp Tạng Tỳ Kheo, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Ba thứ chân thật sau đây: chân thật tế, chân thật lợi, chân thật huệ, chính là cương lãnh của kinh này. Trong phẩm kế tiếp sẽ giảng tường tận. Vượt xa các pháp vốn có của thế gian, Tình Ảnh Sớ giảng rằng nghĩa là vượt khỏi hết thảy các pháp phần đoạn biến dịch của thế gian. Sách Hợp Tán giảng rằng vượt khỏi hai thứ chết, phần đoạn và biến dịch, an trụ trí nhị không xuất thế, đó chính là thành tựu trí đoạn nhị đức. Sách Hội Sớ giảng rằng tam giới hư dối đều chẳng thường trụ, gọi chung là thế gian. Chúng sanh cõi nước muôn vàng sai khác thì gọi là các pháp sở hữu. Bồ Tát do đại trí huệ thấu đạt tánh không vô tướng một cách sâu xa, nên bảo là vượt khỏi. Thuyết của sách Bình Giải hơi khác với hai thuyết trước. Các pháp sở hữu của thế gian là hữu vi, bị phá hoại thì gọi là thế gian. Y, chánh, thiện, ác, nhân quả, vân vân, hết thảy các pháp hữu vi gọi là pháp sở hữu. Bồ Tát biết được hết thảy tam giới là hư vọng, nhưng chẳng bỏ hành thế gian, nên gọi là vượt xa. Các thuyết nói trên đều đúng, nhưng thuyết của sách Bình Giải phù hợp với kinh này nhất. Tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo độ thế. Độ là ra khỏi. Câu này ý nói tâm thường an trụ trong đạo vô vi xuất thế. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng chắc
là yên ổn, vững vàng, ý nói thường an trụ đạo độ thế vô vi chân thật. Sách Bình Giải nói, xuất hữu vi, chứng vô vi, nhưng không chấp vào vô vi, nên bảo là trụ chắc. Bồ Tát này tâm thường trụ nơi vô trụ xứ Niết Bàn, nên bảo là tâm thường trụ. Lại nữa, sách Hội Sớ viết rằng, bi trí in vào nhau để làm chỗ nương náu thần trí, nên gọi là trụ chắc. Với hết thảy vạn vật tùy ý tự tại. Chữ vạn vật chỉ vạn pháp, tự tại là thông đạt vô ngại. Phẩm Tự Kinh Pháp Hoa nói, tận các hữu kết tâm được tự tại. Tự tại còn là việc làm không úng tắc, thần thông tự tại. Hễ tâm vướng mắc thì bị vật chuyển, thành ra bị phiền não trói buộc. Phàm phu chấp có, nhị thừa trệ không, đều là đọa trong tình chấp, đều là tâm bị vật chuyển, cho nên với vạn vật chẳng được tự tại. Đại sĩ thâm đạt pháp tánh, ngay nơi tướng lìa được tướng, chẳng bị vật chuyển, nên không bị trói buộc. Nhà thiền nói rằng, chỉ cần vô tâm với vạn vật, nào ngại vạn vật thường vây quanh. Tiến lên bước nữa thì vật bị tâm chuyển, nên có thể tùy ý tự tại. Như Tịnh Ảnh Sớ viết rằng, do thành tựu thần thông thù thắng, với hết thảy vật có thể biến hóa tùy ý, nên có thể lợi vật, ấy là tự tại. Đại sĩ thần thông tự tại, với hết thảy vạn vật tâm chẳng bị câu thúc, tùy duyên biến hóa nhiêu ít chúng sanh, bỏ núi Tu Di vào trong hạt cải, chuyển bốn biển vào trong một đầu lông, tùy ý lợi người, nên bảo là tự tại. Vì các thứ loại làm bạn chẳng thỉnh. Thứ là loại, phẩm loại. Thứ còn có nghĩa là chúng. Thứ loại chỉ chúng sanh. Hội Sớ giảng chữ bạn chẳng thỉnh, tức bất thỉnh hữu, như sau. Chúng sanh quay lưng với giác ngộ, trầm mê trôi nổi, sanh manh không có mắt, không có lòng mong được thoát. Bồ Tát thương xót họ, không có ý nghĩ mỏi nhàm, thường làm bạn chẳng thỉnh, tùy duyên yêu thương che chở. Vì vậy kinh Niết Bàn có bài kệ rằng, thế gian muốn được cứu phải cầu xin rồi sau mới được. Như Lai chẳng được thỉnh mà thường làm chỗ về nương. Kinh Duy Ma lại giảng chữ bạn chẳng thỉnh thế này: mọi người chẳng thỉnh mà làm bạn để giúp cho an ổn. Ngài Tăng Triệu nói, bạn thật chẳng đợi thỉnh, như từ mẫu luôn hướng đến con trẻ. Ngài Tịnh Ảnh nói rằng, do chúng sanh cần được hóa độ, không có căn cơ cảm được chư thánh, cho nên gọi là chẳng thỉnh. Bồ Tát cưỡng hóa nhân duyên, xưng là bạn để an ổn chúng sanh. Chúng sanh được hóa độ, tuy có đạo cơ, nhưng không ưa thích, chẳng biết cầu thánh, nên gọi là chẳng thỉnh. Bồ Tát tùy cơ cưỡng hóa, gọi là an. Thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai. Câu này có hai cách giải thích. Một, Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, tu cho hiểu được rành rẽ rằng Như Lai tạng tánh là pháp tạng rất sâu của Như Lai, ám chướng đã trừ, tâm mình hiện rõ, nên gọi là thọ trì. Thuyết này cho rằng minh tâm là thọ trì pháp tạng rất sâu. Hai, sách Bình Giải nói, nghe trì pháp tạng của hết thảy Như Lai trong ba đời, đa văn quy về nhất văn. Nhất văn chính là nghe một danh hiệu này. Thuyết này cho rằng nghe Phật danh hiệu chính là thọ trì pháp tạng rất sâu. Thuyết này rất phù hợp với Tịnh Tông. Hộ Phật chủng tánh khiến thường chẳng tuyệt. Hộ là giữ gìn, duy trì. Giải thích chữ Phật chủng tánh có nhiều thuyết. Sách Thám Huyền Ký quyển 11 viết rằng, sở hạnh của Bồ Tát gọi là Phật chủng. Tịnh Ảnh Sớ lại bảo, pháp giới các độ là Phật chủng tánh. Thật ra hai thuyết này giống nhau, đều lấy lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành làm Phật chủng tánh. Chữ độ ở đây là vượt thoát dòng sanh tử, lên bờ Niết Bàn. Vì vậy độ là Phật chủng tánh. Sách Hội Sớ dựa vào các kinh luận cho rằng Phật chủng tánh có đến bốn nghĩa
ở đây chỉ nêu lên ba nghĩa. Một, Phật tánh chúng sanh cùng có. Trong tâm chúng sanh sẵn có Như Lai tánh, bổn lai bất biến, sanh ra các công đức còn nhiều hơn cát sông Hằng, nhưng bị vô minh che lấp, nên dẫu có mà cũng như không. Vì họ, Bồ Tát khởi sự giáo hóa, khai phát Như Lai tạng họ sẵn có, đó gọi là Thiệu Long Phật chủng. 2. Lấy Bồ Đề tâm làm Phật chủng. Kinh Hoa Thủ dạy rằng, ví như không có bò, chẳng có đề hồ. Nếu không có Bồ Tát phát tâm, không có Phật chủng. Nếu có bò thì có đề hồ. Cũng vậy, nếu có Bồ Tát phát tâm thì Phật chủng chẳng đoạn. 3. Lấy xưng danh làm Phật chủng. Kinh Bảo Tích dạy rằng, ví như trồng cây có hạt giống không bị mục nát của cây ấy, đầy đủ nhân duyên mọc mầm. Này thiện nam tử, nghe danh hiệu Phật là được hạt giống, đầy đủ nhân duyên lại được thọ ký. Đoạn kinh trên ý nói, các thứ hạt giống nếu chẳng mục nát, ắt có khả năng sanh rễ, nảy mầm, lớn thành cây to. Nghe danh hiệu Phật như được hạt giống, tính nguyện trì danh chính là đầy đủ nhân duyên, ắt được thọ ký thành Phật, nên bảo rằng trì danh là Phật chủng. Theo Hội Sớ, Bồ Đề tâm và xưng danh hiệu Phật là Phật chủng tánh, đủ chứng minh rằng kinh này lấy phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, đúng là hộ Phật chủng tánh khiến thường trụ chẳng tuyệt. Gia Tường Sớ giảng chữ thường trụ chẳng tuyệt là muốn làm cho pháp chủng của Như Lai chẳng dứt vậy. Tịnh Ảnh Sớ nói, giữ gìn cho ly chướng khởi thiện không gián đoạn thì gọi là thường chẳng tuyệt. Sách Bình Giải lại viết, đại luận chép nơi không Phật khen ngợi danh từ Tam Bảo, tức Tam Bảo Âm. Tam Bảo Âm là thọ trì tuyên nói Phật pháp tạng. Chúng sanh do đấy gieo căn lành, phát sanh trí, thành đức khế lý, nên hạt giống Tam Bảo được liên tục lưu truyền, thường chẳng bị dứt mất. Cả ba thuyết trên đều hợp lý cả. Cả 10 câu từ Hưng Đại Bi cho đến câu cứu vớt gánh vác cho họ đều vượt lên bờ kia, đều nói về đức hạnh đồng thể đại bi vô duyên đại từ của đại sĩ. Hưng Đại Bi mẫn hữu tình. Mẫn là thương xót nghĩ đến. Bồ Tát thương xót chúng sanh, làm cho tất cả được thoát khổ, chẳng phải như lòng bi do ái kiến của nhị thừa phàm phu, nên gọi là đại bi. Sách Hội Sớ lại viết, dẹp khổ là bi, cho đến bi là chân thật bình đẳng bi, nên gọi là đại bi. Lại như Kinh Niết Bàn quyển 11 dạy rằng, Tam Thế Chư Thế Tôn lấy đại bi làm căn bổn. Quyển 1 Kinh Đại Nhật của Mật Bộ ghi rằng, Bồ Đề tâm là nhân, đại bi là căn bổn. Vì vậy, các đại sĩ đều cùng phát tâm đồng thể đại bi. Diễn từ biện, do từ tâm mà thốt lên. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, nương lòng từ mà nói ra thì gọi là diễn từ biện. Trao pháp nhãn. Pháp nhãn là một trong ngũ nhãn của Như Lai. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Pháp nhãn là trí huệ soi thấu hết thảy pháp môn để độ sanh của Bồ Tát. Hội Sớ giảng rằng, Phật đạo chánh kiến gọi là pháp nhãn. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, trí soi chiếu pháp nên gọi là pháp nhãn. Do đó, pháp nhãn là liễu đạt các thứ căn khí của chúng sanh, khéo biết hết thảy pháp cứu độ, ứng theo căn cơ mà ban pháp để độ thoát họ. Trí huệ như vậy gọi là pháp nhãn. Ngài Tịnh Ảnh lại viết, truyền dạy pháp khiến hiểu biết thì gọi là trao pháp nhãn. Dạy dỗ chúng sanh khiến họ với Phật pháp sanh hiểu biết đúng đắn thì cũng giống như đem pháp nhãn trao cho chúng sanh vậy. Lấp là làm nghẽn. Nẻo ác là ba đường ác: súc sanh, quỷ, địa ngục. Đường ác rất khổ, muốn cho họ được thoát khỏi nên dạy người lìa ác,
thì chính là đóng lấp con đường dẫn đến nẻo ác. Trong kinh này, Đức Di Đà có đại nguyện: sanh về cõi ta chẳng bị đọa trong đường ác nữa. Thật đúng là ý lấp nẻo ác. Sách Hội Sớ là giảng chữ mở cửa lành như sau: là đại bi đức, cửa lành là cửa Bồ Đề Niết Bàn. Phẩm Thọ Lượng Vô Cực của kinh này chép rằng: ắt được siêu tuyệt, vãng sanh cõi Phật vô lượng thanh tịnh của A Di Đà Phật, chính là mở cửa lành một cách chân thật vậy. Với các chúng sanh xem như chính mình, nghĩa là đồng thể đại bi, cái được người đời yêu mến nhất không gì bằng thân mình. Vì xem chúng sanh như thân mình nên có thể cứu độ quần sanh, tâm chẳng tạm bỏ. Kinh Niết Bàn có bài kệ rằng: hết thảy chúng sanh thọ các khổ khác nhau, cũng như chính bản thân Như Lai chịu khổ. Vì vậy phổ nguyện cứu vớt gánh vác cho đều vượt lên bờ kia. Chững tạm dịch là cứu, là cứu trợ. Tế tạm dịch là vớt, là độ, làm cho hoàn thành, làm lợi ích. Do đó chững tế có nghĩa là cứu độ. Trong kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni, Phật dạy rằng trách nhiệm của Bồ Tát là thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh xuất ly thế gian. Ví như trưởng giả trong nhà giàu có dư dật nhiều của cải, chỉ có một con. Vì thương yêu con nên của cải, vật yêu thích đều trao hết cho con, chẳng hề chán nhọc. Bồ Tát cũng lại giống như vậy, hết thảy vật yêu thích đều trao hết cả cho đến khiến chúng sanh nhập vô dư Niết Bàn. Vì vậy gọi là gánh vác, gánh nặng. Đoạn kinh vừa dẫn trên đã hiển thị sâu sắc ý nghĩa cứu vớt, gánh vác. Vượt lên là đến nơi, bờ kia, bỉ ngạn là Niết Bàn. Đại Luận quyển 12 viết rằng: nếu có thể thăng tiến chẳng lui, hoàn thành Phật đạo thì gọi là đến bờ kia. Ý nói đại sĩ phổ độ, làm cho hết thảy chúng sanh chứng nhập vô dư Niết Bàn, rồi mình mới chứng Niết Bàn. Đều hộ trì vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn. Hai câu trên đây nói rõ các đại sĩ đầy đủ phước trí nhị nghiêm, là bậc Bồ Tát có địa vị ngang với quả vị, nhưng từ quả hướng đến nhân, đều đã đắc phước đức trang nghiêm của Như Lai. Trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn là trí huệ trang nghiêm của Như Lai mà các đại sĩ đều đã chứng đắc. Tịnh Ảnh Sớ và sách Bình Giải Hợp Tán cùng chấp nhận thuyết này. Thánh là chánh, Ngài Tăng Triệu nói trí huệ là thể, thánh minh là dụng, không sự gì chẳng chiếu là thánh. Bồ Tát quyền thật linh chiếu, chẳng thể dùng ngôn ngữ suy nghĩ bàn luận để hình dung nổi, nên bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Ý của Triệu Công là trí huệ là bổn thể, thánh minh là diệu dụng, đều chiếu rõ thông đạt được hết thảy sự nên gọi là thánh. Thật trí và quyền trí của Bồ Tát phát sanh diệu dụng, sáng tỏ vằn vặt để chiếu soi, chúng sanh phàm tình trọn chẳng thể hiểu nổi, nên bảo là chẳng nghĩ nổi. Vì hết thảy ngôn ngữ chẳng diễn đạt nổi, nên nói chẳng thể bàn nổi. Do ngôn ngữ phân biệt chẳng thể diễn đạt được, nên không cách chi mô tả bàn luận hình dung nổi trí huệ ấy. Hơn nữa, chẳng thể nghĩ bàn có hai loại. Một là lý không, do hoặc tình chẳng thể thấu đạt nổi. Hai là thần kỳ, kẻ trí cạn chẳng suy lường được. Trí Độ Luận lại viết: trong Pháp Tiểu Thừa chẳng hề có việc chẳng thể nghĩ bàn, chỉ trong Pháp Đại Thừa mới có. Ví dụ như trong 16 kiếp nói Kinh Pháp Hoa mà tưởng như trong khoảng bữa ăn. Các vị Đại Bồ Tát như thế vô lượng vô biên cùng đến hội, là câu tổng kết. Các vị Đại Bồ Tát Đức Tuân Phổ Hiền, do nghe giảng khen ngợi diệu pháp tịnh độ, do hoằng truyền rộng rãi nguyện vương Phổ Hiền, vì phổ độ thập phương tam thế hết thảy hữu tình vãng sanh tịnh độ, cứu cánh Niết Bàn, đồng đức đồng tâm nên cùng nhóm đến.
Tịnh Ảnh Sớ viết rằng: vì pháp tâm giống nhau nên cùng lúc nhóm đến. Phần chánh kinh. Lại có tỳ kheo ni 500 người, thanh tính sĩ 7000 người, thanh tính nữ 500 người, trời dục giới, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng đều cùng tới trong đại hội. Phần chú giải. Thanh tính sĩ là Ưu Bà Tắc, thanh tính nữ là Ưu Bà Di. Đoạn kinh trên chỉ thấy trong bản Hán dịch, bản Ngụy dịch chỉ chép chúng Bồ Tát và tỳ kheo. Cuối bản Tống dịch chép rằng cùng trời rồng tám bộ hết thảy đại chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ lớn. Như vậy đều là phần nói rộng bản Ngụy dịch vậy. Hết phần thông tự. C lớn.1.2 biệt tự. Phẩm tiếp theo đây là biệt tự, cũng là phát khởi tự. Trong phần này, Như Lai hiện tướng lành phóng quang. A Nan hoan hỷ thưa hỏi Thế Tôn, chánh đáp điều nghi, diễn xuất một bộ pháp bảo quảng đại viên mãn, giản dị nhanh tắc, phương tiện rốt ráo, hy hữu bậc nhất, khó được gặp gỡ, là kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Số 3. Đại giáo duyên khởi. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại cũng như gương sáng trong ngoài sáng tỏ, hiện quang minh lớn, biến hiện ra hơn 100.000 thứ. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: hôm nay Thế Tôn sắc thân các căn vui sướng thanh tịnh, quang nhan vòi vọi, bảo sát trang nghiêm, từ xưa đến nay ta chưa từng thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu. Ngài liền từ tòa đứng dậy, trật áo vai phải, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Thế Tôn ngày nay nhập đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc, trụ hạnh đạo sư của chư Phật trụ, là đạo tối thắng. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật nghĩ đến nhau, Ngài nghĩ đến quá khứ vị lai chư Phật hay chăng? Ngài nghĩ đến chư Phật hiện tại ở phương khác hay chăng? Vì sao Ngài lại oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu, xin tuyên thuyết cho. Phần chú giải. Đức Thích Tôn muốn diễn thuyết pháp môn tịnh độ vô thượng thù thắng, nên hiện tướng lành phóng quang để tạo đầu mối cho A Nan thưa hỏi, để khiến cho kẻ được nghe liền sanh ý tưởng hy hữu, sanh ý tưởng khó gặp gỡ, y giáo phụng hành cầu sanh tịnh độ. Xét ra các kinh Viên Đốn đều có nói tướng bổn sư Thích Tôn phóng quang, kinh này cũng như vậy. Bản Hán dịch ghi rằng khi ấy Phật đang ngồi nghĩ đến chánh đạo, mặt Ngài có ánh sáng năm màu biến hiện hơn 100.000 thứ, ánh sáng thật sáng rực. Hiền giả A Nan liền từ tòa đứng dậy, chỉnh đốn y phục, dập đầu lễ chân Phật, bạch trước Đức Phật rằng: nay vẻ mặt của Phật rạng rỡ, cớ sao mỗi lúc lại biến đổi sáng rực đến thế? Nay vẻ mặt Đức Phật rạng ngời tinh nhuần, có hơn 100.000 sắc, trên dưới sáng tỏ, đẹp đẽ đến thế. Con từ khi hầu Phật đến nay chưa từng thấy thân thể Phật rực sáng, sáng vằn vặc bội phần đến thế ấy. Con chưa từng thấy đấng chí chân đẳng chánh giác quang minh oai thần giống như hôm nay. Bản Ngô dịch cũng dịch giống vậy, chỉ có dùng chữ hơi khác. Các bản dịch khác có đề cập đến điểm này nhưng không ghi tỉ mỉ. Bản Ngụy dịch hai lượt nói quang nhan vòi vọi, lại còn ghi oai thần rạng rỡ. Bản Đường dịch chép rằng oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại như gương sáng tĩnh lặng tỏa chiếu sáng ngời. Bản Tống dịch ghi sắc mặt viên mãn, bảo sát trang nghiêm. So sánh năm bản dịch, bản Hán dịch mô tả tường tận nhất, các bản dịch khác chỉ nói giản lược. Câu bảo sát trang nghiêm trong bản Tống dịch có nghĩa là trong quang minh hiện ra cõi nước,
Câu này có thể dùng để bổ túc chỗ thiếu sót của các bản dịch cũ. Do điểm này, đủ thấy việc hội tập các bản dịch là điều tất yếu. Hơn nữa, đa số các nhà chú thích kinh thời xưa cho rằng khi Đức Bổn Sư nói kinh này chưa từng phóng quang. Đó là bởi họ chưa đọc kỹ tường tận các bản dịch cổ đời Ngô Hán vậy. Chữ Thế Tôn chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng Phật đủ các đức, được đời tôn trọng nên hiệu là Thế Tôn. Phật là đấng tôn quý nhất của thế gian nên xưng là Thế Tôn. Oai, có oai đáng nể thì nói là oai. Chữ oai ở đây chỉ cho oai thần. Sách Thắng Mang Bảo Quật chép rằng bề ngoài khiến muôn vật kính nể là oai, bên trong khó đo lường nổi thì gọi là thần. Quang là quang minh, tự tỏa sáng là quang, chiếu soi vạn vật là minh, cũng có nghĩa là phóng quang chiếu rạng ngời. Quang minh có hai công dụng, một là phá tối, hai là biểu thị pháp. Ấy là vì quang minh của Phật chính là tướng trí huệ. Hách là sáng, dịch là đông nhiều. Vì vậy câu oai quang hách dịch tạm dịch là oai quang rạng rỡ, hàm ý quang minh do Phật phóng ra hùng mạnh, có oai thế, sáng chói, số lượng rất nhiều. Tiếp theo đó, dùng ngay hình ảnh vàng được nung chảy để ví von. Sắc vàng vốn đã chói sáng, khi bị nung chảy còn chói lọi hơn nữa. Ví quang minh của Phật như vàng bị nung chảy ra động lại, cho nên nói như khối vàng nung. Lại như gương sáng chiếu suốt trong ngoài, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý. Ảnh là ánh sáng, sướng là thông đạt. Ngài Hải Đông Cảnh Hưng giảng rằng ánh sáng của gương chiếu ra ngoài gọi là ảnh biểu, giống như thân Phật có quang minh tỏa ra ngoài. Hình ảnh bên ngoài được chiếu rõ bởi ánh sáng lại hiện rõ trong gương, cũng giống như quang minh đã phóng ra ngoài soi ngược lại, khiến vẻ mặt rạng rỡ. Do vậy bảo là biểu lý. Ngài Tịnh Ảnh giảng rằng ánh sáng chiếu ra ngoài gọi là ảnh biểu, ánh sáng chiếu ra ngoài rồi lại hiện rõ trong gương gọi là ảnh lý. Thân Phật giống như vậy, quang minh chiếu ra ngoài là biểu, chiếu rạng thân Phật là lý. Theo hai thuyết trên, thân Phật trong ngoài rạng ngời, ví như tấm gương sáng sạch. Do gương phóng quang chiếu ra ngoài thì gọi là ảnh biểu, quang minh phóng ra ấy lại chiếu vào trong gương thì gọi là ảnh lý. Hết băng 5, xin nghe tiếp băng 6.